Cái nhà tay nà tập hồn, chanh mục này dây bạp ni, cả rồi mình kia sống ở niềng đọc bị bận đằng vinh. Rất thế nào bắt mùi, bạn bắt đàn ở miền mà nụ chí tràn, rộng trăm tạm đàn mơ, bị rừng ra ở rộ bọt đà ra xong đánh sẽ thay đổi lập bầy chmua cư cái nhà tay nà tập hồn. Bần tốt bị miền ca ở thả thị bài mùi, đại trực bàn thơ lăng, bị nẹ lên bắt đàn xong cùng mình nè, nơi Instagram rộ bọt niềng. Đại bàn đi dây sma sông, ai đà ra sẽ rụp ni, đọc bị bận đằng vinh, bồn tàng bồ bị sông tố. Bần tốt bị lệch lưu thả cả nhà tay nà tập hồn, thơ cạp đăng phá đo, bị cả này bởi hà kê bằng khối kê cho mùa niêng tạm bằng đánh sẵn cung từ lờ chôn ná đại bàn chê rụp niêng phong đài. Giả nà mênh nè khăn ông cả rần này nì có bàn thua ai mà nụ chí tràn bật chì miên càng ngưng chân ngọt thả ta cả nhà tài nà tập hôn. Nâng đặc biệt bằng đấng và đăng từ lờ bộ cô nạp xênh tiệt đại tê. Rồi hốt đọc bê thamay thamay nì dùng từ tạm xa bò rà miên bàn rì ca thả nẹ dọc bò rà miên. Bạn thưa ca xạ xua từ đà ra srei tài nà tập hôn ông bì bánh hà ni. Đại nà khăn ông nu, niêng có bạn bằng hợp thả. Niêng bạn khơi anh ca khâm mân ở thả thị bài rủi hơi. Hơi bật chìa mân vô thả ta nè khâm mân nu, bạn nè dây bì rương ấy nụ tê. Đói xa tài niêng cư mân bạn chào trọc căn, nâng mân bạn phát đăng từ lơ nà nà mân nè nụ tê. Lớp bì ni tờ tiết, niêng thay em tặng bạn bằng hợp tiết thả. Niêng bật chì vô srop thả ca bì môn. Cư bật chì miên mà tệ khom mân mân lò chì tràn mực lờ rụp niêng. Có bần tay niêng nơi xinh nghiêm. Mân bàn lục chào là hơi có mân bàn kết thả. Nâng tờ bật đăng bật đo nà nà mân nè nụ tê. Đài nà khnông cả rần này ni chưa thả cư chì rương đài miên ca vô cho lòng tràn chiêng. Chào bọc mai bọc bọn tên ạc nha, chào xong rạp bọc mình khai tìm mùi này cứ bật chìa khu ở chạp bà rộng khăn mẹ tên. Tẹo tông từ nâng đà ra xong đánh sẽ thay đồ mình bật chìa bà rộng khiếp cứ cái nhà tay nà tập hôn. Đói xa lệch lưu đâm nâng thà niêng, nâng thuê cá bật đăng bật đo tự đo bật cô nà đại bàn chê bà mát cơ đôi chìa bằng khối kê chmua niêng nâng lực bật đánh sẵn cung. Chà nâng khăn nút thamay này có miền bộ cô mà nẹ bàn sẵn xong ở niêng đọc bị bận đăng vinh hai thaym tặng bàn phô bị xong tố niêng. Chà có bên tay cái nhà tay nà tập hôn bài chì chanh mộc này dây thà niêng cứ mình bàn đặc biệt bật đăng bật đo nà nà mà nẹ nụ tê. Cả bì môn niêng tự tù xua thà miền mật tệ chì tràn comment mộc lờ rụp niêng sọt tay chì bị ạ xa rùa mình lọ. Có bên tay niêng mình bàn chạp ở rộng tê cứ nơi xinh nghiêm hai có mình đai kết thả bật đăng nà nà mà nẹ nụ đầy. Chào hãy sắp ra bộ rộng này cứ bàn chiên đó tìm mình chọc tại bộ này hơi. Nên khi nhóm xô bộng bài rộng bộng bài bộng bộng tặng ọc này từ tạm đàn sẵn đập cơ đôi chì tết nà bộ rộng tí phí chì bần tỏ tiết. Chào xóm xoá công mạc ăn bộ rộng tí phí chì bần tỏ tiết. Chào sắp ra bộ rộng tí phí như vinh cứ tẹo toàn tự nâng. Nên bàn hàng thật sài bật lục bị xa rốt nâng bộ bộn tùa khó miệt khi nè bần tạch mên bần tay xa lành khi nè chạy tặng mình lệch. Ai này bàn tha đà ra xong đánh chân chá lục bích xa rốt cư chìa đà ra bỏng mùi rụp đài miên chung mục bảo xong lên chìa mộc hay chân mộc hai nơi khăn nông chân công xa lập bạ thay. Hồi bà chạp bọn lô còn nơi tài miên bà chìa bày phiếp khăn phong đài chìa bì xe bà tam chạm bán. Đà ra bỏng rụp ní có miên kê xua lục chân tam rì dạ tù ăn sạch nơi khăn nông rương phiếp bộ bê xoan nơi viếp tòa tài mạ đông. Đại lại bằng nghiệp mà mơ bì chì bật ai kết chôn rồi bỏ đà ra bảo vệ xài xa phạm bây chân nằm rụp ní vinh. Chạp tăng bị bàn riêng ca bì chân nằm bì bọn đọc rạm buôn gần lòng tư, dương xung kết khởi thá. Chùm nông ở phía bì rồi bỏ lốt nâng bảo bôn, nơi tại ai rùa nơi cho xâm rong nâng khí nhật đài phong đáy. Bà tụ bây chì lốt bàn chờ rơ nê ri đà miên rụp riêng thuật kì lô chân, nâng thu lọp tự tù bàn ca rì côn nơi bị xâm đầy mình lò. Vì xâm nạ mà hà chân cực mà chật than dàng tràn, dàng nạ phật đòi. Có bần tay bà đầy bà bôn mùi cú ni nơi tại ai đã xa xâm bôn ập hiệp sân ai rồi bà phụ kế khám yên thang ngày rung cú rung cơ nụ lời. Lớ bì ní thamay thamay ni, lục bì xa rốt có tớp tại bàn đà lên công sàn là tam khát chì mùi nâng bà bôn rồi bà lục. Đòi nợ khăn nụ đà ra bà rụp ni bàn bằng hò rụp mùi xuân lắc kia cài khí nia thò mạ đá. Có bần tay bà chụp chì mùi nâng bịa bạch dàng suy thả. Tụ bây chìa khá nhóm xa lành nẹ mình sợ chết suýt, tại nẹ mình trở chạy cái đầy xa lành đi ao nà nà tê. Giang nà mình tạm được dạ rụp hiếp nâng bị xong tay mưu khía ni, bằng hàng thà lục bị xa rốt bật chìa xa lành bà bôn khlăng. Bà tụ bây chìa bà bôn rập bà lục, mình miên rụp riêng xôm đôi bà bôn nẹ đọt tê gọt đói. Hai nơi khăn ngu, bê đai nẹ con trọc hơi hai cư bật chìa miên cạp bánh chất chìa mùi nâng cú ni cực rụp khía phong đài.
ចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងបងប្រុសរបស់អ្នកនាងមាសសុខសុភាទទួលស្គាល់ថាហងមាសពិតជាតាក់ទងប្អូនស្រីឲ្យទៅជ្រឿងមែនមួយរយៈចុងក្រោយនេះទស្សនិកជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់តារាចម្រៀងមាសសុខសុភាកំពុងតែតាមដានយ៉ាងខ្លាំងពីអនាគតរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះពីការចូលក្នុងផលិតកម្មណាមួយឲ្យប្រកាសបន្ទាប់ពីនាងសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីផលិតកម្មថោនអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានដាក់ការសន្មតរបស់ខ្លួនថាមាសសុខសុភាអាចនឹងសម្រេចចូលទៅក្នុងផលិតកម្មធំពីរគឺផលិតកម្មរស្មីហងមាសនិងផលិតកម្មកឡាស៊ីណវត្រាខណៈពេលដែលបងប្រុសរបស់មាសសុខសុភាគឺលោកមាសសុករតនៈក៏មិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានច្បាស់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាផលិតកម្មហងមាសគឺពិតជាតាក់ទងប្អូនស្រីរបស់លោកឲ្យទៅជ្រឿងប្រកាសមែនលោកមាសសុករតនៈបានអះអាងប្រាប់តាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាមាសសុខសុភានឹងចូលទៅជ្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មណាមួយឲ្យប្រកាសដោយសារតែលោកមិនសូវបានជួបមាសសុខសុភាញឹកញាប់ដូចមុនឡើយព្រោះតែរវល់ការងាររៀងៗខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះការសម្រេចចិត្តចូលជ្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មណាមួយនោះគឺជានិច្ចការប្អូនស្រីរបស់លោកតែងតែសាកសួរនឹងឲ្យលោកផ្ដល់យោបល់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យប្រកាសថាតើផលិតកម្មណាយ៉ាងម៉េចហើយផលិតកម្មនោះល្អឬក៏យ៉ាងណាលោកបានថែមថាចាប់តាំងពីមានសុខសុភាបានចាក់ចែងពីផលិតកម្មថោននោះរួចមកគឺមានផលិតកម្មជាច្រើនទាំងផលិតកម្មចាស់និងផលិតកម្មថ្មីបានតាក់ទងរូបនាងជាបន្តបន្ទាប់ហើយកន្លងមកលោកបានឲ្យដឹងថាផលិតកម្មហងមាសក៏បានតាក់ទងមកដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ផលិតកម្មកឡាស៊ីនោះគឺដូចជាមិនមានដំណឹងតាក់ទងមកនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលោកមាសសុករតនៈការសម្រេចចិត្តចូលជ្រៀងក្នុងផលិតកម្មណាមួយពីមាសសុខសុភានៅពេលនេះគឺលោកបានប្រកាសសិទ្ធឲ្យរូបនាងជាអ្នកជ្រើសរើសម្ដងក៏ព្រោះបច្ចុប្បន្នលោកក៏មានការមមាញឹកខ្លាំងនៅក្នុងការងាររបស់លោកផងដែរលោកមាសសុករតនៈបានឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងមកមានពាក្យចចាមអារាមជាច្រើនបាននាំគ្នាលើកឡើងពីមាសសុខសុភាចូលផលិតកម្មនេះចូលផលិតកម្មនោះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះវានៅតែមិនមានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយហើយរូបលោកជាបងប្រុសក៏នៅមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបាននៅឡើយដែរគឺមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាដែលឡាយសម្រាប់ព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកថាមានសុខសុភាបានសម្រេចចិត្តចូលផលិតកម្មមួយហើយហើយក៏ត្រៀមចេញបទចម្រៀងឆាប់ៗនេះរូបលោកក៏មិនមានអ្វីអះអាងពីរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បទចម្រៀងថ្មីៗនោះគឺមានសុខសុភាបានត្រៀមជាប្រចាំទោះបីជាយ៉ាងណាលោកជឿថាការសម្រេចចិត្តចូលផលិតកម្មណាមួយពីមាសសុខសុភាគឺលោកនៅតែគាំទ្រព្រោះជាការសម្រេចចិត្តរបស់នាងខណៈដែលពេលបច្ចុប្បន្នក្រៅពីអាជីពសិល្បៈចម្រៀងនោះប្អូនស្រីរបស់លោកក៏បានចាប់ផ្ដើមមុខរបររកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរគឺការចែកចាយអាហារបំប៉ននិងត្រួតត្រងសុខភាពដែលមានសុខសុភាក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយថានាងមានមិត្តភក្តិនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសបានស្នើឲ្យនាងចូលជ្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មនេះដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាការចូលទៅផលិតកម្មហងមាសឬក៏ផលិតកម្មណាមួយនោះគឺនាងមិនទាន់អាចបង្ហើបឲ្យដឹងនាពេលនេះបានឡើយដោយទុកឲ្យទស្សនិកជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាការកត់សម្គាល់មានការលើកឡើងថាប្រសិនបើមានសុខសុភានឹងចូលផលិតកម្មហងមាសនោះនាងអាចនឹងមានឱកាសច្រើនសម្រាប់ការឆោងភាពល្បីល្បាញបន្ថែមក៏ព្រោះផលិតកម្មនេះកំពុងតែត្រៀមនៅយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីសម្រាប់តារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនក្រៅពីជាផលិតកម្មជើងចាស់នឹងមានភាពរឹងមាំនោះហងមាសអាចនឹងផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់មានសុខសុភាឲ្យធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកណាមួយឲ្យរូបនាងនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាតារាចម្រៀងព្រៀបសវត្តបានចាក់ចេញទៅផលិតកម្មថ្មីនោះចំណែកឯការលើកឡើងមួយទៀតនោះគឺមានសុខសុភាអាចនឹងចូលផលិតកម្មកឡាស៊ីណវត្រាក៏ព្រោះតែផលិតកម្មថ្មីថ្មោងមួយនេះ
កំពុងតែចំណាយដើមទុនយ៉ាងច្រើនតាក់ទាញតារាចម្រៀងល្បីៗស្រាប់ពីផលិតកម្មនានាដើម្បីជាយុទ្ធសាស្ត្រស្រោបទាញទីផ្សារឲ្យដើរទាន់ផលិតកម្មធំៗ ផលិតកម្មនេះក៏បានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផងដែរសម្រាប់តារាចម្រៀងណាដែលមកច្រកចូលក្នុងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនដោយបច្ចុប្បន្នផលិតកម្មមួយនេះ បានអូសទាញតារាល្បីៗពីផលិតកម្មផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ដោយជាលោកខេមនិងលោកព្រាបសវត្តជាដើមហើយចុងក្រោយនេះគេរំពឹងថាអាចនឹងមានវត្តមានរបស់មាសសុខសភាបន្ថែមទៀតផងដែរចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ដែលតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺអ្នកនាងមាសសុខសភានៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយ នាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពីឆានែលរបស់នាងខ្ញុំចាស់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាង